thứ đồ vô duyên ra đường ai cũng ghét. Tại tôi đẹp trai nên họ ghét tôi chứ gì. Nhìn ông thấy gương ai nói ông đẹp trai. Nếu không đẹp trai sao nhìn tôi mà bà. Ơ trời, gà bà mẹ đó, gà gì mà lông quá trời quá đất ngổ tư hồi nãy giờ gần một tiếng đồng hồ. Gì ông ơi, chú ba? Làm gà mày ơi. Làm gà mà cần nhận quá vậy ông? Bà mẹ có gà gì mà nó kỳ cục quá trời. Sao tao nghi gà này chắc nó không có thể ăn lúa mày ơi. Vậy chứ gà đó ăn gì? Gà này chắc tao nghi nó ăn giá quá. Gì ông? Gà mà ăn giá gì ông? Nó ăn giá nè, ăn giá nó mới mọc ra mấy cọng giá nè, cái lông nó y như cọng giá nè, mà thấy không? Tao nhổ cọng này là nó lú cọng khác, nhổ cọng này nó lú cọng khác. Nó bực bội nãy giờ đó. Không ban kiến vô. Kiến nó gãy gọng rồi mày ơi. Trời ơi, gì vậy? Làm gì tao sồn hết vía vậy trời. Trời đất ơi trời. Bữa nay đeo kiến đen được dữ mày. Đi du lịch mới về. Ủa mày đi du lịch hả? Ừ. Mày đi nước nào vậy trời? Đi nước Đắk Lắk. Gì Đắk Lắk? Đắk Lắk là ở quân Lê Thuộc, là Việt Nam đó ông nội. Ai biết thấy để Đắk Lắk tưởng nước ngoài. Tôi đi nhiều nước lắm á. Nước nào? Cà Đông Na nè. Ừ. Rồi Cà Đông Năng nè. Cà Đông Nô nè. Vì nãy giờ tao nghe mày nói toàn là Cà Rông không hả? Thì mình đi mấy cái nước là có mấy con người dân tộc. Ừ. Trời ơi, lên trở tôi thấy mới tìm hiểu được người dân tộc đó ông. Dạ hả? Nè, tôi mua về đồ quà về tặng ông nè. Vậy hả? À. Trời, thằng bài đặt. Quà cáp chỉ cho nó tốn tiền. Lâu lâu ghé thăm chú ba rồi, chú ba mừng rồi. Đâu có bao nhiêu đâu chú ba. Chà. Ê, mày mua kiến đâu tao thấy đẹp dữ nha. Ê, tôi năn nỉ dữ lắm đó, kiến hiệu á ông. Ừ, vậy hả? Tôi năn nỉ dữ lắm đó, ông thầy bói mới để lợi tôi 120 nè. Ừ, trời đất ơi. Ông thầy bói nào mà để cho mày kiến hả? Ừ, ông coi bói tôi động để lại luôn à. Bộ ông coi hay lắm hay sao? Trời ơi, ông thầy bói nói tôi nổi ốc luôn mà. Ông nói mày sao? Ông nói tôi là cái số của tôi 99 tuổi chết quan. À, ủa mà sao chết quan hả? Lấy vợ người ta chết quan không ơi. Vậy hả? Đánh chết á. Trời đất ơi. Dạ. Ừ, bởi cái gì? Mày nói cái gì? Mày nói 99 tuổi mà mày còn đi lấy vợ người ta được hả? Ai... Xạo. Ai biết là ông nói nếu mà tôi không có lấy vợ người ta 99 tuổi thì tôi cuộc sống tới trăm mấy chục thôi, tuổi. Thôi thôi thôi, làm ơn bớt bớt cái mỏ ông lại giùm tôi cái ông ơi. Ông xạo quá trời xạo. Chú ba ơi. Gì mày? Mấy cái bao gì mà đứng quá trời vậy nè. Thức ăn đó mày. Chà, lúc này ông ăn thức ăn này không á hả? Ừ. Mày ăn đi. Cái gì? Bộ mày không biết chữ hả? Mày đọc có gì trong? Thì ông nói thức ăn ai biết đâu. Việt qua thức ăn tôm thẻ chân trắng. Dạ, ba cái vụ này là ông trúng tôm đó chứ gì. Còn phải hỏi mày. Nghe nói là ai cũng biết hết á, ba tình trúng tôm dữ lắm hả? Tao nói cho mày nghe nha. Sao? Nhờ ba cái thức ăn này nghe con. Mà tôm người ta đó 30-40 con ký. Dạ. Còn tôm của tao á 10 mấy ký con đó mày. Bởi vậy. Xin lỗi. Trời ơi gì, 10 mấy ký con như vậy? Ừ thì lộn. Tao nói lộn. 10 mấy con một ký. Trời ơi vậy. Tao lộn mày ơi. Mà đứa làm cho ông nội ơi. Là ông quẹt. Nó mệt quá luôn á. Đứa về đi. Chà, tao chịu mày chỗ đó đó. Làm không? Rồi, đứa đi. Tự làm giúp giùm chú ba đi. Rồi. Mắt tao lúc này hết thấy đường rồi. Thôi chúng ta sang ăn gà sang quá vậy? Gà, làm gà có khách tới con ơi. Cầm giùm kiếm bỏ túi ra. Đây. Khách nào gì mà ông giáo làm gà gan hả? Khách anh Xui. Dạ hả? Anh Xui, chút xíu anh Xui tới bàn chuyện vũ cưới hỏi cho hai. Vậy hả? Ừ. Tao mới làm gà đó chứ. Đám cưới hai phải không? Ừ. Tao còn phải sửa nhà, sửa cửa rồi lại nữa mày ơi. Cái nhà này ông phải cất lại đi ông ơi. Cất chứ, nhà này tao phải cất lại rồi. Cất rồi phải làm cho nó rộng rãi lên để mình tiếp khách chứ, thấy không? Biết rồi, nhưng mà cất nhớ làm cái cửa lớn lớn chút nha. Ừ. Mày biết chú ba mày tánh tình rộng rãi, thấy không? Ừ. Nhà cất là phải cất cho bự.
khách khứa ta tới đông có chỗ ngồi, nhất là cái phòng khách á bự bự chút, lỡ ông có chuyện gì đó để vô cái là không có chỗ lại đâu nghe không. Bởi vì tao mày nói gì hả? Mày nói gì để vô không chỗ lại thì để hả? Mày nói cái gì thì mày nói cái gì không có chỗ lại, mày nói lại tao nghe coi. Thì nhà ông muốn để gì ông để chứ. Mày ai thấy biết? Không mày thấy cái gì không? Tay cái gì? Mày thấy tao mày mày cái tay là mày biết ha. Thấy gân không? Thấy gu không? Cái này mà đưa vô con mắt mày cái cớp cái tao bảo đảm mày bể cái bóng đèn liền. Người đang làm trời đang nhìn á. Ăn nói cho nó cẩn thận nghe con. Tôi vỗ gà giùm nào thấy không? Vỗ cho kỹ giùm tao cái. Còn hâm đánh người ta nữa. Người đang làm trời đang nhìn nha. Con mắt là dòm đó, còn cái mỏ là cái cớp cái nó dẫn ra như cái quặng à. Rồi, vô lấy giùm tôi con dao tôi mổ bụng đi. Lấy dao hả? Ừ. Rồi chờ chút mày ơi. Dao đâu phải ăn trầu đâu. Thì nó ăn trầu mới lấy dao này. Chị mổ dạ? Bụng mới lấy dao lớn lớn chứ. Rồi sao nãy mày không nói? Trời đất ơi, ông làm gà mà không leo mổ bằng dao này ông ba. Vậy thôi chờ tao chút đi. Làm lớn rồi không biết cái gì hết trơn cái trời á. Để ông nhổ này, tôi làm sơ 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 gà là thấy là xong rồi nè. Để ông nhổ rồi tới sáng luôn. Này ông nội, dao đó được chưa? Được. Hả, cần tao lấy cái búa? Dạ thôi, cảm ơn. Lấy một tấm thớt đi. À, mẹ mới ngồi xuống nó sai tôi nữa rồi đó. Chứ vậy sao mổ gà được? Rồi sao nãy mày không nói mẹ tiếng đi tao lấy luôn. Thì giờ mổ không được kêu ông lấy. Trời ơi là trời, cái thằng dịch vật trời đánh thánh đâm này mày. Làm mà bẻ cái thao bây giờ á. Đây nè ông nội. Đây đây. Còn gì làm luôn lần đi nha. Ngồi để chơi chút đi. Thấy không? Chuyên nghiệp chưa? Từ từ thôi con. Biết từ rồi. Từ để nó văng ra ngoài dơ mày. Dạ, con gà này mập à. Trời ơi, mỡ không thấy không? Quá trời mập con gà này. À quá. Gà này dứt chắc cũng phải lít mấy. Vô lấy coi múc với tôi miếng nước gì coi. Nước hả? Ừ. Rồi lấy gà đi, tao lấy nước cho. Rồi, vô lấy nước lại đi. Trời ơi. Nước tôi rửa đây coi. Rồi chờ tao chút nghe. Rồi. Cái gà tao làm một hai phút là sạch bách rồi, đâu có còn ngồi mà bò qua căng nhằn với con gà. Để nhẹ xuống. Trời ơi. Khổ thân tôi. Không thấy được kêu nó làm nó sai tôi đi tới đi lui hoài. Rồi vô lấy vô cái miếng muối chặt cái mày. Lấy hoài vậy mày? Tao nóng mày. Trời đất, anh làm gà cho không nóng vậy không? Lấy miếng muối mới chặt cái mày được chứ. Thôi rồi để tao làm luôn đi. Sai hoài. Tao quả mày rồi đó. Dễ dầu gì sai ổng được. Lâu lâu phải đài đỏ ổng chứ. Rồi nè cha, muối nè. Cảm ơn. Vô bắt đồ cháo đi, tôi đem gà vô tới. Thấy không, nữa không? Nữa không? Cái nhà ông tôi đâu có biết cái chỗ nào nó gì vậy? Lần nữa là cái cốp đó, lần nữa là một cái cốp đó nghe. Người đang làm trời đang nhìn đó nha. Có mày hay á. Ừ. Mày coi chừng tao á. Trời ơi, tao làm gà chưa? Tao hâm đánh người ta nữa. Không có gì con gà này tôi không có làm cho ông đâu. Người đang làm trời đang nhìn đó nha. Cái con gà bự quá chú ơi, thay dĩa luôn. Để đó mày. Để đó tao. Vô chồng coi sắp xếp đồ chồng đi. Để lát khách tao tới à. Giờ này mà sao không thấy tới nữa. Ôi anh xui. Trời đất ơi.
Hello, how are you? Vô. Tao nói vậy, trời ơi, cái nhà của anh gì đâu mà tao nói nắng từ ở ngoài đường lộ mà vô tới đây. Nắng mà nó đổi mà nó hắt vô cái da tôi hết trời. Thôi được rồi. Tôi xin lỗi. Mời anh xui ngồi nha. Đi đường có bộ cực quá hả anh xui ha. Y cha. Bởi vậy người ta nói á, bần cư náo thị vô nhân vấn mà. Bần cư náo thị vô nhân vấn. Hay. Ủa là làm sao? Thì nó là ý vậy á. Ý chán nha. You go từ lộ vô the how mỗi giò xa quá đó. Trớt à, khách tới rồi, dọn đồ đó mày. Dọn rồi á. Trời ơi, trời còn thiếu đồ mày ơi. Cứ gì, rượu đâu? Đây, quên. Dạ, chờ tôi chút. Chú để đó con. Dạ. Rồi uống rượu rồi, cái ly đâu mày? Dạ. Ly đâu uống? Ủa nãy chưa có ly ngoài này hả? Có cái chai không ly đâu. Dạ. Chờ tôi chút, để cho nó đầy đủ cái mình tâm sự ha. Ủa nhớ mấy lần tôi gặp anh rồi tôi đâu có thấy thằng nhỏ này. Ai đây anh xui? Nó cháu tôi đây. Ê. Dạ. Muối ớt đâu con? Muối ớt đâu? Nãy giờ Thuấn đông đem lên rồi, trời ơi sai hoài. Để tôi đi nó. Tội nghiệp nó. Kệ nó, để cho nó quen. Vậy này nó làm biến với nó. Để nó mày. Rồi. Dạ, đó. Đầy đủ ha. My name Du không biết. Giới thiệu với anh. Ê, thằng cháu tôi. Cháu. Nó dễ thương lắm. Dễ thương. Sớm này ai cũng thương nó hết á. Thấy mặt là chạy à. con tên Trớt. Chú kêu Trớt được rồi. Mày là Trớt. Dạ. Vậy chắc má con tên Quốc hay con? Tao biết hả? Dành đó thì trước nhìn cái mặt mày là tao biết chất Quốc rồi. Dạ. Đoán hay à. Rồi bởi vậy tôi. Ủa? Rồi cháu đâu mày? Nhậu này rước đi ăn cháu sao? Ơi đất ơi, có tô cháo không mà nãy giờ mà không bưng ra. Sai trả thù nữa. Lẹ lên mày. Có nhiêu đâu mà cũng không xong. Nó làm gì? Có nêm. Mày nghe, vừa ăn lắm vừa ăn. Ừ. Còn gì nữa mà sai luôn rồi, tôi ngồi luôn à. Thôi ngồi đi mày. Ừ. Tại nêm là lần sau có nêm á, là nêm ở dưới bếp mà nghe con. Mày lên đây mà húp rột rồi tao tưởng nó heo. Nha. Thôi vậy nghe anh xui. Ừ. Giờ tiên di chủ hậu di khách. Tôi chủ nhà tôi làm trước cái ha. Giờ tôi dứt chớ nghe. Dứt nghe. Rồi. Tôi quýt cái này trước nghe. Ê bậy. Quá đâu thiệt, tôi thích cái này. Bình xanh thích cái này lắm. Trời. Hết sảy. Rượu đế mà uống với gà luộc chấm muối ớt là còn gì bằng. Hết số, hết phải nói anh. Con làm gà đó chú chơi chính. Vậy đó ha. Dạ. Nhưng mà chắc mà giờ tới anh nha. Tao nhìn thấy mày thèm gan, chắc mày chắc bản thân mày nhát gan lắm á mày. Dạ. Mày tính ăn gan vô cho nó bổ gan phải không? Dạ, con thích gan lắm. Dạ. Mày tao thấy mày như vậy là mày gan cùng mình rồi đó. Khoai ăn gan phải không? Để chút xíu tao cho mày tí huyết ha. Mày chỗ này đàng hoàng nghe. Mày đang làm trời đang nhìn á. Mày nhìn thấy cái này là mày. Thôi bây giờ tôi vô nha. Tới anh tới tôi không? Tao ngứa lắm rồi đó. Mày đang làm trời đang nhìn. Đã không anh xui? Lẹ, uống lẹ lẹ rồi tới. Anh xui lấy cái tay, anh xui lấy cái tay anh. Anh xui lấy chi vậy? Trời ơi. Tôi có cái tập. Tôi bổ uống rượu ngon, tôi vỗ cái bẹp vậy đó. Nó mới sướng anh xui. Sướng không? Sướng lắm. Sao dò anh không dỗ, anh dỗ dò tôi. Mà cái tật tôi lại dỗ dò tôi, nó không có sướng. Tôi dỗ dò người khác nó mới sướng anh xui. Trời ơi. Cái này mới lạ ha. Đi chỗ khác mà dỗ kiểu đó hồi có ăn chắc à. Nhiều khi bạn bè nó cũng muốn vậy đó, nó muốn như mà anh nghĩ đó. Nhưng mà nó cũng thông cảm. Bây giờ tới giờ tới tôi làm cái nữa ha. Đúng rồi. Rồi nó tới anh ha. À, quá
trời vô à. Anh thấy không, nó đã chưa? Trời. Rót cho ra đầy đầy cái coi, rót cho đầy đầy đi à, tôi à. Bây giờ nè, bây giờ là tới à, chú Vinh làm cái này. Bây giờ tới à, dạ, cảm ơn chú. Không, tới tôi, tại anh Ly là tới tôi ha. Vậy cho nó công bằng ha. Đâu? Lấy cái tay ra chú, lấy cái tay ra chú. Lấy cái tay ra, lấy cái tay ra, lấy cái tay ra. Lấy cái tay, lấy. Không. Vỗ cái mẫu được đó chú. Vỗ nào hả? Chỗ nào vỗ cũng được đó. Miễn vỗ cái là nó sướng. Anh vỗ kiểu này gặp bà xã tôi cái chết à. Thôi làm miếng mồi đi anh chú. Rồi, cảm ơn. Làm miếng mồi nha. Dạ. Thôi làm miếng mồi đi. Bây giờ tới tôi đi, cho nó gọn cho rồi đi. Tới qua đưa lại, hồi nãy giờ chưa uống được ly nào hết, tệ muốn chết luôn à. Ủa mày nãy giờ mày chưa uống hả? Cô không biết nào đâu. Hai ông đưa qua đưa lại, hai ông vớt hết trơn à. Thiếu sót là tội nghiệp. Tội nghiệp. Thôi mày làm đi ha. Lấy cái tay đại đi ông Chính. Cái tay đại. Ở sao vỗ đây hả? Sướng. Trời ơi, nhậu sướng lắm. Đã đâu vậy hả? Ừ. Tao chịu cái này nè. Nghĩ là cái thằng này có cái tầm nó uống rượu nó giống tôi nè. Cái nết của nó giống tôi. Dạ. Thôi mày đừng. Thôi mày đừng uống nữa. Thôi mày uống thêm cái nữa đi. Một cái nữa. Làm thêm bên đây cái mày. Dạ. Nó bị méo rồi. Ây da. Mê thằng này, tôi mê nó, tôi chịu nó. Không? Bởi vì sao? Cái tật uống rượu. Thôi con, nhiêu đó đủ rồi con. Dạ. Đủ rồi, vừa hết nghe. Dạ. Uống cho nhiều hơn, hồi mày quậy cái chết tao à. Từ từ con, tao đưa miếng muối ớt vô cái tao đi luôn à. Làm miếng đi. Kiếm gì vậy? Kiếm cái miếng hồi nãy mới chấm đâu rồi. Đây nè, ông lấy rồi. Anh làm cái ruột đi anh Xuân. Hả? Chết nó làm á. Thôi bây giờ về anh ơi, cho tôi xin giống như mình hạn chế bớt lại cái này đúng. Bởi vì cái mục đích hôm nay tôi đến đây không phải để uống rượu, nhưng mà anh cũng như vậy là tôi thấy anh cũng quý tôi nhưng mà cái chánh đó là tôi tới đây để nói về vấn đề cưới xin cho con gái tôi đó anh Xuân. Cái vụ cưới hỏi đó phải không? Đúng rồi. Thì mục đích hôm nay tôi mời anh tới đây á. Thì cũng do cái vụ đó mới có cái tiệc ngày hôm nay. Dạ. Thì bây giờ anh tính cái ngày cưới hỏi luôn. Dạ. Tôi tổ chức cho nó rình rang, làm đám cưới phải làm lớn nhất từ trước tới nay. Đó, tôi khoái anh Xuân ở cái chỗ đó. Bởi vì tôi nghe đồn rồi. Tôi nghe đồn anh có mấy vuông tôm mà toàn là tôm thứ dữ không? Nói không phải nổ nghe. Dạ. Tôm, anh đi vòng vòng sớm này anh hỏi ba tình á. Tôm ba tình. Tôm ba tình. Nổi tiếng, hải tiếng. Chỉ cần một vuông tôm thôi là tôi cưới con gái anh về đây liền hả? Nhưng mà anh tính tổ chức ở đây hả anh Xuân? Không. Ấy sao được anh? Tôi là tổ chức ở ngoài nhà hàng cho nó sang trọng chứ. Tôi khoái anh ở cái chỗ đó. Nếu mà thật sự mà anh đại ở đây không ai tới anh Xui. Ủa sao vậy? Sao không ai tới? Bởi vì đường xá là nó xa xôi quá. Bạn bè, bà con dòng họ tôi đi toàn là xe hơi không à. Mà đó xe hơi ở đây vô không có được. Cho nên anh tổ chức vậy tôi thấy là được đó anh. Nhà hàng lớn chứ em. Tôi cũng phải vậy. Yeah. Làm lớn. Đàn trai tôi đi phải là 5-7 chiếc xe. Xe là phải xe đời mới, máy lạnh giường nằm đó, cô dâu chú rể cho lên mua ngồi luôn. Trời ơi, mấy ông chơi ơi, vậy nó mới sang. Nổi sang cái gì, làm không sợ mang tiếng mang tâm. Bây giờ báo chí rồi lên mạng đăng tùm lum hết trơn rồi. Lớn tuổi rồi dành chút tiền đó để mà lo hậu sự. Đúng rồi. Không anh Xui, bởi vì thằng cháu nó nhỏ nhưng mà nó nói đúng, cái tiền bạc là để dành á làm hậu sự. Bởi vì nó nói anh là sau cái đám cưới là anh chết đó. Anh chết để về cái tiền đó là bậy. Cái ý nó nói á là tôi hiểu, nó nói đó mà nó dòm anh là ý nó nói anh chứ không phải nó tôi. Bậy à, tôi thấy nó nói với tôi. Ôi, nhưng mà nó liếc anh ở sớm là nó tôi ý nó tôi đừng hiểu. Có cãi, không phải tôi nói vậy, ý tôi vậy đâu. Vậy chứ mày nói ý mày lớn sao? Tuổi rồi. Đừng có làm chi vô rình rang. Mình làm đám cưới rình rang vậy đó biết nợ được bao lâu. Ủa
vậy là nó thằng này sao mà nó vô duyên quá anh Xuôi. Tự nhiên rồi có vợ có chồng người ta chưa có cưới hỏi nhau mà nó trù cho xa nhau ở với nhau không vậy là sao? Thằng này là thằng vô duyên mà. Cái gì? Nó là thằng vô duyên sớm này đó. Trời đất ơi, nó là thằng vô duyên đây hả? Không phải là vô duyên đâu. Nói có sách mạch có chứng đàng hoàng. Chứng cái gì? Chứng gì mày? Có đủ lên được sống không mẫu? Bởi vì nhìn mặt nó là thấy rồi, tôi thấy xong rồi, chết mất rồi. Tôi nói nghe, bằng chứng là con là chú Yến. Con đấy nè. Mày sao? Ở với vợ mấy năm trời có hai mặt con mà vợ nó dẫn gì biệt ra đi. Đâu mày kể tao nghe thử coi. Vợ tôi bỏ. Vợ bỏ. Ừ. Mà tôi vui. Trời đất ơi. Này nó vô duyên à? Thánh thần thiên địa ơi. Nó vô vợ bỏ mà nó hôn nó vui. Mày vui cái chỗ nào mày nói tao nghe coi. Tại vì trong cuộc đời con người ta có hai lần vui. Hai lần vui. Một lần cưới vợ và một lần vợ bỏ. Ê. Thằng này nói có lý nghe anh Xuôi. Có lý cái gì anh Xuôi? Vợ bỏ mà vui mà nói có lý anh Xuôi. Nó nói cái vụ hai lần vui. À. Để nghe kỹ coi. Nghe kỹ coi nó nói nghe ra. Kỹ nè. Mấy ông biết làm tóc bẩm không? Biết chứ sao mày, không biết mày. Mày đánh giá tụi tao làm sao nhưng mày dù gì đi nữa rồi tao cũng học lớp 2 trường làng. Ừ. Nên nó tốn cộng. Ủa mày không có. Rồi thì sao? Dạ. Tao biết tốn cộng rồi sao mày nói tao nghe tôi mày. Tôi hát cái bài này mấy ông cộng lại đi. Tôi vừa hát xong bài này vợ tôi bỏ đi liền. Một người đi với một người. Một người đi với một người là hai. Hai người sinh đứa con trai. Năm sau con gái. Nhà tôi bốn người. Đúng đúng. Đi bốn người chạy ăn muốn hụt hơi. Nuôi thêm con em vợ. Nữa là thành năm. Năm người ăn uống làm sao nuôi ba má vợ. Trời ra bảy người. Bảy người chạy ăn muốn hụt hơi. Lẽ nào tôi bỏ. Lẽ nào làm ngơ. Bảy người ăn uống làm sao nuôi ăn kiểu đó. Trời ơi bán nhà. Thưởng nó. Công nhận này nó ca hay. Thiệt là hay. Mà còn anh ca mà cái hơi chan như Ngọc Quyền. Hay không? Hay không? Hay đó. Mà tôi nói mấy chú nghe, vợ mình nó bỏ đi mình khỏi lo. Nó bỏ đi con mình nó vẫn theo. Coi như mình không vợ không con khỏe. Vợ đi ăn chợt, đi ăn chợt, đi. Chớt dạ. Bớt lại con. Bớt lại con. Từ từ thấy không? Tao thấy nãy giờ mày làm hơi mặn á. Dạ. Thấy nó chèo thấy thương luôn. Dạ. Dùng đi. Dạ. Nó chèo mà quằn quủa luôn đó anh Xuôi. Giờ để tôi gấp cho anh Xuôi cái đùi nha. Nãy giờ nói chuyện mà quên ăn quên uống luôn nha anh Xuôi không? Làm cái đùi đi. Tôi cũng xin phép anh Xuôi tôi quất một cái nữa không? Tôi làm cái đi. Mày. Được rồi con. Anh Xuôi à. Cái nào gấp cái nào bốc anh Xuôi ha. Rồi. Có những cái mình cần phải gấp và có những cái mình cần phải bốc. Cái này bốc. Cái này bốc nha, cái này bốc. À. Bốc nó mới ngon. Đúng vậy. À, tôi chịu vậy. Phát. Gì vậy? Quên. Quên gì? Trời ơi, hồi nãy phải ông đưa tôi cái tấm thớt mày không? Thì thớt mê chứ gì nữa mày. Mày làm tao muốn xéo quay hàm luôn à. Tao mới vừa để vô tao hả hồng tao ra cái mày khoan cái tao chéo quay hàm luôn à mày. Đừng có ăn khoan đã. Lý do. Trời ơi. Đâu bỏ xuống anh Xuôi. Bỏ xuống anh Xuôi coi nó nói cái gì à. Cái tấm thớt mày á. Thì tấm thớt mê. Tấm thớt mày mà để con gà lên chặt. Thì nó bình thường thôi, tấm thớt me để gà lên chặt nó đâu có ra dâm đâu mà sợ. Kỵ anh Xuôi ơi. Trời ơi không lẽ con gà nó kỵ thớt me, nó giống như là cái rễ chùm ruột mà thọt vô trong con cá lóc vậy đó. Phải không? Phải không? Trời ơi không lẽ cái sự trùng hợp tới mức độ vậy trời. Đầu mày. Mày cái nói gì? Cái gì nghe tao nghe ghê vậy mày? Trời ơi tôi kể cái chuyện này cho ông nghe là óc tôi giờ tôi chưa kể mà óc tôi nổi rồi nè. Trời ơi mày chưa nói mà tao không có nổi gì hết trơn nè. Mày nói đi cho tao nổi cái coi. Đâu mày nói cái gì tao nghe thử. Ở xóm tôi đó. Ờ. Nó có thằng ăn cơm hớt. Ừ, thằng ăn cơm hớt.
mà tại vì người ta nói chưa hết nó nhảy vô á, nó hớt á thì người ta đánh nó chết. Đánh chết rồi mấy cái thằng ăn cơm hớt đó bị. Ủa mà sao mày nói rằng ăn cơm hớt mà mày cứ chỉ tao không nha mày? Tôi nói vậy thôi, cái tay tôi làm vậy thôi. Trớt mày, mày nói trớt trớt bớt lại con, bớt lại con, xin lỗi anh xui nghe. Ngọc bất chất bất thành khí, nhân bất học bất tri lý. Là sao anh xui? Có nghĩa là nhỏ không học, lớn bị mất trí. Vậy thôi. Trí cái gì? Của tôi ngày xưa là ở Bình Chánh. Bình Chánh có một cái đình. Mà cái đình trước cái đình nữa là cái miếu. Không phải. Từ giờ bê cái trước cái đình đó là có là cái am, cái am cái, có cây me ông nội, cái có cây me cái chứ me. Không phải cái miếu hay cái am gì hen. Rồi có cây me mà hai người ôm không hết. Mà cái cây me đó là 7 giờ tối không ai dám đi ngang hết, chắc ma quá biết không. Cái thằng ăn cơm hớt á, sao nó chết, nó nhập vô cây me đó. Trời ơi thằng ăn cơm hớt đó là ai? Trời ơi, ở xóm tôi. Mà sao mày chỉ tao hoài vậy? Không phải, tôi chỉ phía này mà. Tôi chỉ ngay chỗ này đi, giữa nè. Đó. Rồi làm đó. Sao mà thằng ta làm sao mà cái thằng ăn cơm hớt nó bị chết? Để tôi nói ông nghe từ từ. Tại nó ăn cơm hớt, nó đã trói chưa hết là nó chọt vô. Là người ta quánh nó chết. Hiểu không? Bị quánh chết hả? Nhập vô cái be. Vậy đó mà có hai cái vợ chồng của thằng kia đó ha. Nó nghèo quá, nó không có chỗ ăn, chỗ ở, nó phải chung vô cái đình nó ngủ. Anh xui, sao hai vợ chồng đứa này nó gan quá anh xui. Cái chỗ mà ma cỏ vậy mà tại sao hai vợ chồng nó dám vô trong đó nó ngủ. Trời ơi, bỗng một hôm trời mưa giông, sấm chớp ầm 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 ầm, đánh vô cây me. Đánh vô cây me. Cây me ngã xuống. Đó, thấy chưa? Chết ơi, tao sợ nè. Chết mày nhìn tao sợ nè. Trời ơi. Rồi sao? Sáng ngay là vợ chồng nó mới cưa cây me ra. Cưa cây me. Nó đem ra chợ nó bán. Nó chừa là một cái tấm thớt để ở nhà nó xài. Nó bán hết cây me. Nó mới mua con gà về nó cúng. Nó đúng. Bán hết cái tấm thớt của cây me. Nó chỉ chừa lại một cái tấm thớt thôi. Ê, cái tấm thớt đó là hồi chừng cái tấm thớt đó có vấn đề. Cái tấm thớt đó là giống như có ai nhập vô là không cho bán cái đó. Thì trong cái tấm thớt đó nó mới liên quan tới cái con gà này nè. Đó, rồi, tiếp không? Tiếp để cho nó kể tiếp. Rồi. Sao nó quăng uống cay uống cay uống cay. Ê, sao mày uống hoài vậy? Ừ, uống rồi bình tĩnh mới nói được chứ. Từ từ thôi con uống hoài. Không, nó uống để nó lấy gần. Uống hồi mày quên luôn hả? Không có. Nó mua con gà về, nó cúng tạ ơn. Sau khi nó cúng xong nó để con gà lên tấm thớt me đó. Đó. Chặt. Trời ơi, máu văng tung tóe. Chặt máu văng tung tóe. Chứ máu đi đó. Ma qua chừng máu của cái thằng cơm hớt á. Ủa sao mày cứ nói cái máu thằng cơm hớt hoài vậy? Đang để người ta kể hết cho ông nghe, ông có muốn nghe không? Tao sợ mà. Sợ gì? Rồi, tao sợ rồi sao nữa? Rồi sao? Sau khi có để thì con gà nó chặt xong xuôi rồi. Vợ chồng nó thèm quá ngồi bốc ăn. Rồi hai vợ chồng nó ăn hết nguyên con gà. Đúng. Rồi sau đó hai vợ chồng nó có sao không? Đúng. Gà ngon chứ có sao? Trời ơi, tự nhiên hỏi gà ăn thì ngon chứ có sao đâu. Sao? Cái gì vậy? Sao hả mày? Nãy giờ tao ngồi tao lắng tai tao nghe hen. Mày nãy giờ mày vô duyên vừa phải thôi hen. Mày nói cho đã rồi mày ăn con gà này muốn hết luôn. Mày đổ thừa là kể chuyện này chuyện nọ. Giờ con gà hết rồi. Mày thấy chưa? Có đâu. Cái thằng này nó vô duyên chưa? Cũng quá vô duyên rồi. Không phải. Người nhậu là phải có cái chuyện nó mới vui. Con xin lỗi. Chính tay tùa vô. Thấy không có vui. Tay tùa vô chính. Thấy không có cười. Dạ. Dạ tay tôi phải không? Tùa chú á. Ít nhất phải vậy. Dạ. Nãy giờ là tao nóng mày nãy giờ. Dạ cũng biết. Con giỡn cho gì vui. Cười cái gì là bộ kể chuyện để uống rồi ăn. Bắt cho hai già mình nó giờ miệng nó hoài. Bữa nay mà không có khách đó là mày nãy giờ mày săn dịch với tao rồi. Người đang làm giờ đang nhìn. Tao cho mày hay nghe. Rót rượu ai? Dạ. Con nói là tại vì đó thấy cái bằng nhậu im lặng quá đó chú ba. Thành ra con mới làm không khí là lạ chứ vui vậy chứ. Giờ tao tua chú nè, đó uống đi, đó tao tua chú á.
Bảy con, bảy rồi, bảy rồi, bảy rồi. Bảy, bảy gì? Mới uống. Bây thôi giờ, mà, nói anh vui. Tôi là chủ sĩ, tôi nói tới tôi là tới tôi. Nó nói tới mày thì mày uống đi. Ủa anh vui cũng kêu tôi bằng mày luôn hả? Ít chết cha, lộn. Quên, xin lỗi anh xui. Đúng đi. Tôi đang mắng nó mà tôi quên. Tới tôi uống đi rồi ăn. Uống từ từ. Uống. Tới tới người khác nữa chứ. Những gà ngon đó. Ngon gà, trời ơi, gà không ngon chưa được. Nãy con làm á. Là không thấy con gà này là mỡ không á chú bà. Gà tao nuôi nó phải mập ở đó chứ được chứ mày. Dạ. Gà ngon thiệt. Con gà cái đùi này nãy giờ có thằng nào nó giùm nó. Nó cũng thèm. Tới tôi chú à. Uống đi. Mày liếc tao. Mày liếc tao cái đùi mày liếc tao. Tao ăn mày hồi nãy giờ tao biết cũng có thằng nó giùm nó cũng thèm lắm. Tới tôi đâu ăn đâu nó uống đi ông nội. Người nó vô tao hoài nha mày. Này nó xỉn à. Anh vui. Mày cười con mày á vậy mày? Nó uống xong rồi tới mày, mày cười vậy? Nó mày luôn rồi, nó mày anh xui luôn. Giờ tới tao mày kêu bằng mày luôn hả mày? Ừ, đâu có, nó giống anh đó. Mày mới kêu tao bằng mày nè. Xin lỗi đi, trời ơi. Bây giờ ở đây ba thằng nào lớn mày nói mẹ tiếng đi, tao ăn khô đủ luôn à. Tao đâu biết đâu. Tao đâu biết. Ồ, con không biết. Đây nè, mày không? Xin lỗi, tôi bậy qua. Nhậu cái gì, nhậu không? Lễ nghĩa phải đâu đó rõ ràng. Không có được cái gì nghe không? Còn lâu hôm qua còn ấy cho ra sao chút. Mày đi đâu? Đi tiểu. Mày đứng đó. Ông nói mày đứng đó. Mày đứng đó là mày phải... Mày chờ tao uống một ly nữa. Tao quất cái đùi cái rồi mà cho tao đi với mày. Sao mày uống hoài vậy mày? Không, anh xui. Nãy giờ tao chưa uống cái nào. Anh xui tỉnh lại nha. Anh xui. Anh xui. Trời ơi, đi ông ơi. Trời ơi. Thôi, bây giờ là xin phép anh nha. Vâng, rồi. Mày dắt ông đi toilet đi chết ơi. Dạ. Dẫn thủy ra, dẫn thủy nhập lavabo toilet. Đi con. Rồi sao ông ơi? Đi ở đây mình dứt. Đây vô chính đây. Vô đi. Đây hả? Toilet có máy lạnh không mày? Có, động mát lắm, nằm xối nước rồi nó lạnh nè. Vô đi. Tao nhường cho mày đi trước á. Tao sợ tao đi vô chổng rồi mày nghe cái tiếng của tao mày ghiền. Nhanh mày ơi. Chính ơi. Gì vậy mày? Ông ba nãy là ông hầm mụng lắm đó nha. Hầm gì? Trời ơi, ông nói ví dụ vợ ông cười là ông ghét lắm luôn á. Ghét gì mày nói sao chứ tao thấy tao cười. Ảnh khoái cái nụ cười của tao lắm á mày. Khoái, tôi cảnh báo cho ông trước nghe. Hồi nãy đó, tôi nhìn thấy đó, ông nói là đi ghé thăm vợ ông rồi ông làm ông liếc ông rồi đó nghe, coi chừng ông đục ông á. Mày cái gì hoài, tao thấy là ảnh tánh tình cũng dễ thương, cũng hòa đồng, làm gì ảnh đòi đánh tao. Mày xong chưa? Rồi tôi cảnh báo thôi. Mày sai rồi, mày hay nói này nói kia nói nọ, mày cái gì hoài. Chỗ nào mở máy lạnh? Đây, cái nút mở máy lạnh chỗ này. Đó. Ông ba. Gì mày? Nói ông chuyện này là ông lưu ý nha. Cứ nói qua. Trời ơi, chứ ông xui của ông vô đổng á, trà tắm ói tùm lum đổng á. Ghê. Mày nói cái gì tao nghe ghê vậy mày? Là ông nói cái nhà tắm ông dơ quá. Sao ông nhà ông ăn dơ ở dơ quá, ông ói đổng á. Ông nói la sầm sầm á. Nó nói vậy hả? Nói ông dòm ông thì biết ở dơ rồi. Người lớn gì mà ăn nói không lịch sự vậy? Ừ. Nhà cửa của tao mà ông chê vậy hả? Ông có cái nhà này ông xuống lần không bao giờ dám xuống nữa. Tao bực rồi đó. Ông đừng có nóng, ông còn nói cái câu này nữa nè. Ông đã hèn chi á.
ông ăn dơ ở dơ rồi đó. Vợ ông bỏ nhà đi rồi, rồi nhắn tin ông nè, ông mới cười ê ê ê ê ê. Nó dám nói một câu là vợ tao nhắn tin cho nó. Ừ, đó. Thằng này nó tới số rồi. Một hồi nó ra tới đây ba mặt một lời mày nói cho tao. Ừ. Mày nói không xong đó ha. Tao chộp ngực nó, tao giả vô mặt nó cho mày coi. Cái đỏ tao. Tao quánh vô mặt nó. Ừ. Tao sẽ quánh vô mặt nó một cái. Quánh ai ai đánh. Bà mẹ nó tại sao cái gì ta gài quay gài không được gì. Quánh ai? Mày dài vô giùm tao đó mày. Cái nút áo ông nội ơi, cái nút áo mày không gài cái nút quần xanh trời vô. Ơi, trời ơi, cái gì? Trời ơi. Tao nhét nó hoài nó không vô. Hèn chi nó vậy. Bây giờ ông ngồi đây nè. Sao? Bây giờ ông ngồi xuống đây đi. Để tôi ngồi nè. Sao? Tôi hỏi ông câu nè. Hỏi cái gì? Tại sao ông vô trong nhà tôi? Ừ. Ông xuống đây tôi lo cho ông ăn, lo cho ông nhậu đầy đủ. Ừ. Mà ông còn chê nhà tôi là ăn dơ ở giấy. Tôi chỉ có nói, tôi không có nói cái chuyện đó nha. Tôi không có nói cái chuyện mà ăn dơ ở giấy nha. Không có. Ai nói với anh cái điều đó? Ông nói rõ ràng. Ông nói đó. Vợ tôi còn nhắn tin cho ông. Ừ. Đó. Có không? Có đó không? Tôi nói hồi nào, thằng nào nói với anh cái chuyện đó? Thằng nào? Thằng Chết mới vừa nói với tôi. Thằng Chết nói, bây giờ tôi hỏi anh nè. Hỏi gì? Tôi hỏi anh, thí dụ như cái chuyện anh em mình gặp nhau lâu ngày, tôi gặp anh tôi cười xã giao. Cười là quê. Tại sao tôi cười anh quê tôi? Anh quê, tại sao anh quê tôi? Chừng nào mà tôi cười. Sao không quê? À. Sao không quê? Tại sao anh không quê cái thằng cười? Quê. Mà anh cười quê tôi. Vô nhà ta anh nói tào lao, anh chê này chê nọ. Mà tại sao anh đòi đánh tôi, anh đòi giọng vô mặt tôi? Tại sao? Ai nói với anh là tôi đòi đánh anh, tôi cười, tôi chọc quê, tôi móc quéo gì anh nói tôi nghe coi. Thằng Chết nó nói. Thằng Chết nó nói rõ ràng. Thằng Chết nói. Đúng rồi. Thằng Chết. Cái thằng ngồi. Ủa nó đâu rồi? Trời ơi. Nãy giờ ngồi nói chuyện mà không thấy nó luôn. Không lẽ thằng Chết? Tại vì thằng Chết mà có câu chuyện này. Nó làm cho tôi với ông. Hả? Thằng Chết đâu rồi? Thằng Chết. Anh, tôi đề nghị anh. Anh về anh nói má nó, đổi tên nó đi. Đừng đặt nó tên Chết mà đặt nó tên Chọ. Đứng lại, thằng Chết, mày đứng lại cho tao. Nó chọt tôi với anh. Cái thứ gì? Cái thằng Chết, Chết, mày đứng lại đó Chết. Ai cũng ghét. Tại tôi đẹp trai nên họ ghét tôi chứ gì. Nhìn ông thấy gương, ai nói ông đẹp trai. Nếu không đẹp trai sao nhìn tôi mà bà. Cái giọng cười ông nghe biết là dê gai. Thì có dê ai cũng không đến cái lượt bà. Đầu trên sông dưới ai thấy mình đánh xa. Họ ganh ghét tôi vì thấy tôi quá khó à. Gì đâu chỉ nói là đám cưới làm